Hey, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về quy đồng mẫu số rồi tính 4/5 cộng 3/8 cộng 1/4. Thì ở đây có 3 phân số 1, 2, 3. Thì các bạn phải biết phân số thì cái số nằm ở trên gọi là tử số nè, tử số. Số nằm ở dưới gọi là mẫu số, hay nói gọn là mẫu. Và nhớ khác số 0. Ok chưa? Rồi, thì để quy đồng mẫu số thì các bạn để ý cái mẫu giúp lợi. Cái mẫu nè, 5, 8, 4. Thì nếu bạn nào không rành về mẫu số chung, các bạn cứ lấy mẫu của ba thằng này nhân lại ra mẫu số chung. Được chưa? Ra mẫu số chung. Hoặc các bạn thấy rằng ở số 5, số 8 và số 4 thì số 8 lớn nhất, thì các bạn hãy lấy số 8 chia cho 5 được không ạ? Không. Vậy 8 chia 4 được ạ? Được 2. Vậy cho thấy 8 chính là mẫu số chung của 8 và 4. Vậy các bạn chỉ cần lấy 8 nhân 5 ra 40, chính là mẫu số chung. Được chưa ạ? 40 thì các bạn phải biết bằng 5 nhân 8. Rồi, tiếp tục. Vậy ta sẽ quy đồng mẫu nha các bạn. Quy đồng mẫu số. Rồi, 4/5 thì 5 thì thiếu mấy hả? Thiếu 8, nhân 8 trên tử và nhân 8 ở dưới mẫu bằng 32/10. Tiếp tục như vậy, 3/8, 8 thì thiếu mấy hả? Thiếu 4, vậy là nhân 4. Xin lỗi, thiếu 5 nha các bạn. Nhân 5 bằng 15/40. Tiếp tục, 1/4 bằng 1 nhân 4 nhân 4 thì thiếu bao nhiêu, thì các bạn lấy 40 chia 4 bằng 10. Vậy là thiếu 10 nhân 10, 10/40. Khi các phân số này đã về cùng gì ạ? Cùng mẫu rồi, thì các bạn làm phép cộng nó sẽ dễ hơn. Rồi các bạn viết lại đề 4/5 cộng 3/8 cộng 1/4. 4/5 của mình chính là 30 bằng 32/40 cộng 3/8 chính là 15/40 cộng 1/4 chính là 10/40. Khi đã cùng mẫu rồi thì các bạn đặt nguyên một đường dài, mẫu số chung là 40, viết tử lại. Sau đó các bạn cộng lại thì ra bao nhiêu ạ? 50/57/40. Và các bạn kiểm tra xem cái này có rút gọn được hay không. Nếu rút gọn được thì các bạn rút gọn, còn không thì các bạn giữ nguyên. Được chưa? Rồi, bài tập các bạn cũng làm tương tự như các bạn. 2/7 cộng 1/4 cộng 11/14. Rồi, các bạn giải và comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp lợi để là khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa.